Chị thấy về cái hạ tầng giao thông ở huyện Xuyên Mộc thấy đã không gì hả? Đường nhựa tiêm vàng ha, mà cái đường này không phải là đường khu dân cư đâu gì nha, đây là đường nói chung là đường làm vườn của người ta thôi, mà đường xá thì thấy rộng rãi thoáng mát, xe tải chạy thoải mái lắm gì ha. Thì đang có mặt ở đây là xã Bưng Riền anh chị ha, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị đó. Cái vị trí đường đang đứng đây thì dường như giáp với lại cái địa phận bên xã Bông Trang anh chị ha. À, đó cái đám tràm đó, mình qua đám tràm đó là tới xã Bông Trang rồi. Đứng đây mình điền quay lay cam này thì mình có thể thấy là cái hồ Bông Trang bên này luôn vậy ha. À, rất là gần hả. À, mà nay cũng như thường ngày quay video clip review ha. Thì nay điền quay đăng bán quay một sản phẩm đang bán, nhưng mà vô tình biết được thêm một cái bất sản gần đây bán nữa ha. Nên là sẵn đây điền sẽ quay luôn là hai lô ha. Hai lô gần nhau chứ không liền kề gì nha. Đó. À, trước tiên thì review thì Điền sẽ nói sơ cái đường này ha. Đường này mình đi thẳng ra đây mình sẽ gặp ngay đường liên xã ha. Đường đó thì mình đi đồi cù sinh thái này, mình đi ra quốc lộ 5 ha, khoảng đâu đó là 2 cây hơn đó. À, cho thoải mái luôn là gần 3 cây cho thoải mái ha. Nói chung ra đó thì cách khu dân cư thì từ đây cách khu dân cư khoảng 2 cây, còn mà ra quốc lộ 5 thì khoảng đâu đó là gần 3 cây ha. À, và đi xuống biển thì đâu đó nữa là khoảng 8-9 cây anh chị, đúng xuống biển cái Hồ Cốc á chị. Và xuống hồ biển Hồ Cốc thì kế bên thì có biển Bình Châu này, biển Hồ Tràm vân vân, nói chung là đường ven biển đó thì những cái biển nó nằm giáp nhau hết chị ha. Đó là cái về phần biển ra dân cư ha. Còn cái ra đây mà mình đi rẽ trái, mình đi hướng ngược lại đó, đi ra đường liên xã đó, mình rẽ hướng ngược lại mình sẽ đi vào thông ra những các xã như xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp và đi được xã Bình Châu anh chị ha. Đó. Và hướng này cũng đi vào là khu dân cư anh chị ha. À, không phải là khu dân cư, xung quanh đây thì dân nói chung là dân thưa thôi. À, dân cư ở đông thì không có gì nha, nói luôn là không có. À, nói chung là đường thông thương anh chị ha. Thì nay Điền sẽ review chi tiết hai bức sàn này ha. À, Điền sẽ nói đi sẽ review bức sàn này trước. Nói chung là có hai sản phẩm, một sản phẩm là 2 sao 8, một sản phẩm là 4 sao ha. À, thì cái lô mà Điền đang quay đây á là lô này đang là 2 sao 8 ha, giá đang ngợp đang cần bán cái gì nha. Đó thì Điền sẽ cung cấp thông tin cơ bản tóm tắt trước hết chị ha. Đó. Bất sản mình thì bán theo mặt tiền đường nhựa này á, 34,8 m anh gì, gần 35 m. À, thì Điền sẽ vẽ trên Leica đó, Điền sẽ vẽ 35 m luôn cho nó tròn trịa anh chị ha. À, 35 m ha. Và sâu cạnh này là vào sâu, nói chung là sâu vào trong là gần 90 m, 88 m anh chị. Đó. À, nói chung là đất này đất sao thôi, bán đất sao vậy ha. Đó, ranh thì từ đây ha, nói chung trên đất mình thì đang đất trống, đang bỏ hoang thì cỏ mọc thôi gì ha. Đó. Sâu vào trong là 88 mét. Cái hậu của mình thì nó tự nhiên tới cái khúc mà 65 mét đó, mình lại bẻ cong vô, vuông góc vô lại đi thẳng xuống lại. Nói chung là bức sàn mình thì cũng không được vuông vức lắm, hơi bị tấp hậu chút xíu ha. À, hậu mình thì còn khoảng là 28 mét rưỡi thôi chị ha. Và đang tổng bức sản là 2.800 m² này đó, thì đang cần bán là 1.550.000 anh chị ha. Giá này chỉ bớt tiền giấy tờ anh chị, bớt lọc lá thôi, không thương lượng nha anh chị nha, không thương lượng ha. Đó, có sao thì nói vậy ha, chủ giao sao thì ra vậy. Đó là cái lô này ha. Đó thì cũng nói là xung quanh đây á là chủ yếu là trong này là làm kho xưởng điện năng lượng mặt trời này và trang trại chăn nuôi này. Nói chung là về cái công nghiệp đó là đặc biệt huyện Xuyên Mộc là không có nha anh chị nha, nên là về cái khí hậu trong lành này kia là vẫn giữ nguyên anh chị ha. Đó. Nên là khí hậu rất là mát anh chị, mảng xanh còn rất nhiều. À, gần đất mình là có điện một pha rồi anh chị nha. Đó, điện một pha này và có luôn điện 220 V anh chị. Đó. Tha hồ mình làm kho xưởng anh chị, kho xưởng đầu tư lâu dài giá quá rẻ luôn anh chị. Như đối diện đây trồng vườn thanh long này đang chắc là tầm thêm tháng 2 tháng này thu hoạch anh chị này. Đó. Nhìn tươi tốt quá đã luôn chị, đất này cực kỳ tốt nha chị nha. Đó. Bây giờ Điền sẽ đi qua cái bất động sản này ha, nãy là Điền review cái 2 sao 8 rồi, nói chung không liền kề mình phải cách một mảnh đất mới tới bất động sản bên này. Bất động sản bên này thì 4.000 m² anh chị ha. Đó. Bức xã bên này thì lại là đang trồng bơ anh chị, nguyên một vườn trái cây. Đó. Bám theo mặt tiền đường nhựa thì bám theo mặt tiền đường hiện hữu nhà nước đó thì là 113 mét ha. 113 mét mặt tiền đường nhà nước anh chị nha.
ranh móc rõ ràng cái gì ha. Đây bên này thì ranh đây, móc đây đó. Có trụ đây anh chị này đó. Thẳng vào. Nói chung là cái cạnh bên này, cái cạnh bên này của bất sản mình thì có chiều sâu tí anh chị ha, sâu vào khoảng là 60 m anh chị, 60 m ha. Đó, đó bạn ngang qua đó, hậu mình là được 76 m anh chị, 76 m. Và cái khúc mặt tiền của mình á thì nó bám cong theo, bo theo luôn ha. Đó là 113 m mặt tiền đường nhà nước hiện hữu anh chị. Đó cây ăn trái, cây bơ này, cây bơ này thì cũng chắc là nhiều năm tuổi rồi chị. Đó. Nhìn tươi tốt xum xuê ha. Đợt này thì cũng không phải là mùa bơ. Đó, cho này. Cây bự quá. Thì mình bám theo cái bức xạ, mình bám theo mặt tiền đường nhựa này nha. Là chỉ có là 33 mét thôi chị. Và tiếp tục mình sẽ bám theo cái đường đất này. Đi vào là khoảng là gần 100 mét nữa ha. Đường, đường này đường đất, đường hiện hữu anh chị nhé, đường đường nhà nước đó. Mình sẽ đi, nói chung là đi sẽ thông ra đường nhựa đó, thì sẽ đi hết đất luôn, mình sẽ thông qua đường nhựa bên kia ha. Và cái cạnh cạnh mà tiếp giáp với đường này thì bên này sâu vào là 10 mét anh chị, 18 mét anh chị đó. Qua bên này là đường nhựa đây này. Bờ. Hình như là trên đất mình là không không có, chỉ có đất trống với bơ thôi anh chị ha, không có trồng bắp và thanh long anh chị nha. Thanh long với bắp là bên đất người ta anh chị đó. Đây anh chị qua tới đây ha, đó kiểu giống như là bức xạ mình hình hình dường như gần giống hình tam giác, nhưng mà có cạnh mình sâu 18 mét đó. Đó đường nhựa này, đó thông ra đường nhựa ha. Đấy, đường này hướng này mình chạy ra được ngay hồ Bông Trang này, mình đi ra được quốc lộ 5 ha. Đó. Như điện nói khoảng 2 cây số hơn thôi là đi ra được quốc lộ 5 rồi. Đó. Nói chung là khu này thì khu đất trồng cây lâu năm thôi chứ không phải phụ hồng anh vậy ha. Hiện tại mình chưa lên thổ cư được, đất kiểu là đất vườn, đất xào. Đó. Mình lui phía sau này. Rồi điện nhắc lại một lần nữa ha. À, bất sản đầu tiên đi giới thiệu là 2.800 m², là đang bán là 1.550 tỷ ha. Là bên đó lô đó là chỉ thương lượng bất giấy tờ thôi, bất lọc lá thôi anh chị ha. Còn lô này ha là 4.000 m², 113 mét mặt tiền đường hiện hữu nhà nước, đang bán là 2.700 tỷ anh chị ha. Đó. Nói chung là nếu mà so ra tính về cái sào đó thì bên kia quá rẻ luôn, có 500 mấy thôi, 500 mấy triệu một sào thôi, còn bên này rơi vào tầm khoảng đâu đó là 600 hơn ha. Đó. Nhưng mà bên này diện tích nó nhiều thì tất nhiên nó nhiều tiền anh chị. Rảnh mình chắc lui tới đây anh chị, sau 60 thì chắc lui tới đâu đây thôi. Chiều sâu 60 thì cũng quá khá là tốt rồi. Bên lô kia 168 thì chiều sâu 80 mấy, gần 90 đó. Trên đất thì nguyên vườn trái cây ha, hình như là vườn này đang để trống thôi, không không có chăm chút cái gì hết. Rồi đó, rồi có chú nào mà quan tâm hai bất sản này ha, nói chung là có hai sự lựa chọn, mình đang bất sản nào thì thiện chí thì liên hệ điện nha. Liên hệ với số điện thoại là 0788668834 ha. Thiện chí nữa mình ưng lô nào thì mình điện sẽ liên hệ chủ đó để mà cho cô chú mình thương lượng thêm với chị ha. Hai lô này hai chủ riêng cái gì nha. Rồi Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Hẹn gặp lại cô chú những video clip lần sau. Cô chú chị đừng quên đăng ký kênh Điền, ủng hộ Điền ha. Và để đón xem được những video clip mới nhất của Điền. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
We'll be right back.